Sản phẩm từ chế biến nông lâm thủy sản chủ yếu là sản phẩm chế biến thủ công, tiêu thụ trong nước là chính. Các mặt hàng xuất khẩu ít, xuất khẩu chủ yếu là chế biến rau củ quả, cụ thể. Trên địa bàn tỉnh, 4 nhà máy lớn chế biến nông sản xuất khẩu, sản lượng tiêu thụ xuất khẩu 900 tấn nông sản một tháng. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các loại ngô ngọt, rau ăn lá, củ cải, khoai tây, bí đỏ, cà chua. Và các sản phẩm quả như dứa, vải thiều, cam, chủ yếu là các sản phẩm đóng hộp. Thị trường xuất khẩu là Đông Âu, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Toàn tỉnh có 137 cơ sở chế biến thực phẩm, sản lượng tiêu thụ 3,5 tấn mỗi ngày, chủ yếu là chế biến thịt lợn, trâu, bò, 100% sản phẩm tiêu thụ trong tỉnh. Đối với cây cà gai leo trồng theo công nghệ của dự án, năng suất đạt từ 4,2 đến 5,1 tấn nguyên liệu khô 1 hecta một năm, ước tính sản lượng nâng cao tối thiểu 20%, đảm bảo chất lượng tốt, giá bán sản phẩm cao, từ đó giúp nâng cao thu nhập cho người trồng cây cà gai leo tối thiểu trên 20%. So với công nghệ đang áp dụng trong sản xuất hiện nay. Đối với cây hoài sơn, hiện nay người dân chủ yếu sử dụng những kinh nghiệm truyền thống để nhân giống, nguồn giống thu hái chủ yếu từ tự nhiên, trồng với quy trình truyền thống, sản lượng đạt khoảng 10 đến 15 tấn củ tươi một hecta. Trồng theo công nghệ mới, năng suất từ 20 đến 25 tấn củ tươi một hecta. Ước tính hiệu quả sẽ nâng cao sản lượng tối thiểu 20%, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, được công ty bao tiêu sau khi thu hoạch. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Lục Ngạn triển khai 19 hecta quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ trên 3 loại cây trồng, đó là cây táo, cây vải và cây cam. Tham gia mô hình, bà con nông dân được cán bộ chuyên môn và doanh nghiệp hướng dẫn tập huấn kỹ thuật về quy trình, kỹ thuật sản xuất theo quy trình hữu cơ, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ Sumagrow trên các loại cây trồng, đảm bảo đúng liều lượng, thời điểm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, bà con nông dân được nhà nước hỗ trợ 70% giá trị phân bón, còn lại là đối ứng. Sản phẩm phân bón hữu cơ Sumagrow được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện thành phố, Trung tâm Khuyến nông tỉnh lựa chọn triển khai xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ trên nhiều loại cây trồng trong nhiều năm như cây vải, cây táo, cây na, cây cam. Đây là sản phẩm bổ sung hữu cơ vào đất nhằm tăng sức sống của rễ, cải thiện sự hấp thụ dinh dưỡng, tăng tổng hợp chất diệp lục, nảy mầm tốt, tăng khả năng giữ lượng phân bón trong đất, kích hoạt hoạt động của vi khuẩn có lợi làm cho cây khỏe mạnh, tăng năng suất hơn, đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật quy trình sản xuất hữu cơ trên cây trồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương đã được bố trí theo quyết định số 794 ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành triển khai thực hiện. Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã bố trí đủ kế hoạch hỗ trợ cho chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Tổng số cây giống đã hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh đến nay là 513.000 cây, đạt gần 60% so với kế hoạch. Với nguồn vốn ngân sách huyện, tổng số cây phân tán đã được trồng bằng nguồn vốn vay là gần 197.000 cây. Đến hết ngày 15 tháng 8, toàn tỉnh trồng được 72% kế hoạch giao. Mô hình này lựa chọn cây vối thuốc trồng thử nghiệm tại khu vườn Tùng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng với quy mô rộng 10m và dài 500m, mật độ trồng 4.000 cây một hecta. Sau 4 năm thực hiện mô hình, ông Lương Văn Giàng là người trực tiếp trồng và chăm, thấy cây vối thuốc sinh trưởng và phát triển tốt, ngăn cản hiệu quả sự sinh trưởng của những loại cây bụi ưa sáng, đặc biệt là giàng giàng, tế guột. Qua hơn 3 năm, thì cái thứ nhất là thấy nó phát triển rất tốt. Và cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì nó cản được lửa thế này là nó vừa giữ được rừng, cái hai nữa là về cái hiệu quả kinh tế thì sau này lại lấy được gỗ nữa, nó không lãng phí đất lâm nghiệp. Cây vối thuốc sinh trưởng phát triển phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở Bắc Giang. Chính vì vậy năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục xây dựng mô hình tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. Đây là khu vực giáp danh với xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, luôn có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Có một cái vụ cháy ở đây thì nó cách đây 2 năm rồi, 3 năm rồi. Tôi cũng không rõ năm nào nhưng mà đến cái đường băng xanh này thì tự dưng là cái ngọn lửa nó cháy bé luôn. Nó chỉ cháy nhỏ lại và xong bà con với cả kiểu lâm kết hợp là chỉ vừa qua lá một đập cái khẽ là tắt hết. Từ khi triển khai xây dựng mô hình đường băng xanh cản lửa, bước đầu đã đạt được kết quả đề ra như lựa chọn được cây trồng có vỏ dày chứa nhiều nước, có khả năng chống chịu lửa khi cháy, chịu hạn, kết cấu tán dày xanh dễ trồng, sinh trưởng tốt, không rụng lá vào mùa khô, mọc nhanh sau cháy. Từ hiệu quả đó, trong giai đoạn 2021-2024, Chi cục Kiểm lâm sẽ triển khai làm mới 21 km đường băng xanh cản lửa tại các huyện Sơn Động 6 km, Lục Ngạn 6 km, Yên Dũng 6 km, thành phố Bắc Giang 3 km.
Khi mà xảy ra cháy rừng thì cái đường băng cản lửa thì có tác dụng rất tốt trong cái việc phòng cháy, thì chúng có thể ngăn chặn cái đám cháy và khống chế rất là nhanh. Trong cái thời gian tới thế thì chi cục kiểm lâm thì cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình đường băng xanh này. Việc xen kẽ những đường băng cây xanh cản lửa với rừng tự nhiên hay rừng trồng sẽ nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng hoặc làm giảm tốc độ của đám cháy. Mô hình này không chỉ giúp các hộ trồng rừng tận dụng tối đa quỹ đất mà còn tăng thêm thu nhập. Đồng loạt phá rỡ công trình, lùi diện tích mặt đường vào tới 3 mét, thậm chí có hộ còn nhiều hơn. Đáng quan tâm là đa số công trình là mái hiên, được xây kiên cố, có nhà còn vừa mới xây. Nhưng tất cả đều đồng thuận, tự nguyện tháo rỡ để hiến đất làm đường mà không yêu cầu kinh phí hỗ trợ đền bù. 135 hộ dân ở ven đường đã hiến đất và tự tháo rỡ công trình trên đất. Hiện nay là khí thế của bà con là rất là phấn khởi, bà con rất đồng tình, rất ủng hộ, không có hộ nào chống đối cả. Thôn Cẩm Xuyên có 136 hộ liên quan đến mặt bằng để mở rộng đường. Với chủ trương làm đường giao thông, ban quản lý thôn đã họp dân, công khai chủ trương, đồng thời tuyên truyền vận động người dân hiến đất để mở rộng đường. Cứ đến nhà nào là cũng tự nguyện tháo dỡ, cũng được không được không đòi hỏi một cái sự đền bù gì cả. Là cứ thôi thì nhà nước yêu cầu đâu là bà con cũng chấp hành. Gia đình nhà tôi là mặt đường là cũng là 17 mét mặt đường, chiều hiến vào là cũng ở trên 20 mét vuông. Chứ gia đình chúng tôi là cũng rất phấn khởi, là mong làm sao nhà nước làm về sớm làm con đường cho bà con đi lại cho nó sạch sẽ. Trong đợt này, từ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, tuyến đê tả cầu địa phận xã Xuân Cẩm được cứng hóa 3 km mặt đê, quy mô từ 5 mét mở rộng lên 11 mét. Dự án thực hiện không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đã tổ chức thành lập các tổ công tác xuống tận hộ dân để tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chủ trương, tự nguyện hiến đất để làm đường. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đến nay toàn bộ người dân của các thôn ở Cẩm Xuyên, Cẩm Bào, Xuân Biều đã tự nguyện hiến gần 10.000 mét vuông đất. Chúng tôi cũng đã có tuyên truyền bà con là dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi. Chính vì vậy là bà con rất phấn khởi và cũng nhất trí là tháo dỡ để giải phóng mặt bằng từ đê từ 5 mét giờ lên đến 11 mét. Và nhân dân cũng đồng tình ủng hộ với lý do là nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra và được hưởng lợi. Chính vì vậy là nhân dân ủng hộ đồng tình rất cao. Với sự hưởng ứng đồng lòng của người dân, tuyến đường sẽ nhanh chóng được triển khai thi công. Khi hoàn thành sẽ phong quang sạch đẹp hơn, không chỉ thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn đê điều. 2017, đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung nằm trong khuôn viên rộng 2,5 ha thuộc làng Yên Ninh, thị trấn Nến. Sau gần 5 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành giai đoạn 2 với các hạng mục chính: đền thờ, nhà tả vu, hữu vu, nghi môn nội, nghi môn ngoại. Đối với người dân và chính quyền địa phương, công trình văn hóa này là niềm tự hào mang ý nghĩa lớn. Chúng tôi đã phối hợp với phòng văn hóa huyện thành lập ban quản lý di tích đền thụ Thân Trung. Thì trên sở đấy chúng tôi đã xây dựng quy chế hoạt động và có cái xây dựng kế hoạch cũng như phân công nhiệm vụ từng đồng chí. Đồng thời là trên song song của đấy cũng đã xã hội hóa được một số đảm bảo cho cái một phần nhỏ để cho hoàn thiện các hạng mục. Theo đề án, công trình đền thờ danh nhân văn hóa tiến sĩ Thân Nhân Trung sẽ còn các hạng mục phụ trợ đặc biệt, nằm trong kế hoạch triển khai giai đoạn 3 đã và đang được đẩy nhanh tiến độ. Năm 2021, thì ủy ban huyện tiếp tục giao cho ban chúng tôi thực hiện đầu tư một hạng mục giai đoạn 3, gồm các hạng mục như khu tượng đài, hồ văn, bút tháp và đồ thờ, hạng mục còn lại trong cái quần thể này. Thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu và đã được tổ chức làm lễ khởi công công trình. Thì đối với giai đoạn 3 này thì chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 để hoàn thành tất cả các hạng mục theo dự án được phê duyệt để đưa vào sử dụng. Trong thời gian không xa, khi đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây sẽ trở thành một công trình, một biểu tượng văn hóa, giáo dục tiêu biểu của huyện Việt Yên và